Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vision Audio Và trong video ngày hôm nay Vision Audio xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách để quý vị và các bạn chọn mua các cái dòng mic bãi để Cách chúng ta nhận biết dòng mic bãi như thế nào là nguyên zin Và như thế nào là nó không bị ăn nguồn Và hôm nay thì bên cửa hàng của tôi về được hai mô đê Mô Bayer K90 và mô đê Bayer BS780S Đối với dòng K90 thì nó sản xuất năm 2020. Còn BS780S thì nó sản xuất năm 2019 và 2020. Hai cái mã này nó giáp danh nhau. Nó lệch nhau một vài tháng. Cho nên là về cái kết cấu và máy móc của nó như nhau. Nó chỉ khác cái tên model. Và cái giá tiền của nó như nhau. Đối với cái hàng đẹp nguyên zin Bên cái hàng của tôi về đẹp nguyên zin zin tay, zin côn, chống lăn. Thì cái mã mà còn trong thùng xốp này bên cửa hàng của tôi đang bán là cái giá là 6 triệu trên lỗi quý vị 3 triệu đồng 3 triệu đồng một đôi cái dòng này mới đập hộp của nó thì nó có giá tầm 8-9 triệu một đôi còn một vài đôi trong thùng xốp thôi còn hôm trước tôi có đăng qua thì khách hàng đã đặt hết và hôm nay thì còn có một vài đôi trong thùng xốp hàng trong thùng xốp nó khác cái hàng ngoài thùng xốp như thế nào trong thùng xốp thì nó có thêm cái thùng xốp này Đấy, nói cho quý vị và các bạn biết như vậy. Còn hàng ngoài thùng xốp thì nó không có thùng xốp. Hàng trong thùng xốp thì nó không bị sứt cái tay pin. Cho nên là cái giá tiền của nó cao hơn một chút. Đó là 3 triệu. Còn những hàng ngoài thùng xốp này, cái tay cài pin này nó bị sứt một bên. Và nó không còn thùng xốp. Bị xuất một bên cái tay cài pin này. Thì à, sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá là 2 triệu 7. Còn đôi nào nó không bị xuất cái cài biên Thì giá là 2 triệu 8 Còn trong thùng xốp là 3 triệu Đấy là báo giá cho quý vị và các bạn Và tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn Nhận biết cái hàng nó nguyên zin Của cái dòng Bayer Dòng Bayer thì cái côn của nó nó có khá là nhiều loại Đây quý vị và các bạn nhìn cái côn zin Loại thứ nhất Là nó bọc kín như thế này Và có cái Nhựa màu xanh Đây là côn zin của nó cùng một đời nhưng mà nó nhất nhiều loại côn loại thứ hai là nó bọc không kín cái này nó cũng bọc không kín rồi quý vị nhé nhưng mà cái giấy này nhìn nó thô hơn và cái loại nó bọc cái lụa mịn mịn như thế này chất âm nó như nhau đấy quý vị và các bạn lưu ý như vậy và loại thứ ba là nó bọc thô nhưng cái này của nó là màu ghi chứ nó không phải là màu xanh như cái chiếc bên này cái lô hàng này thì bên cửa hàng của tôi về nó là hàng nguyên zin kể cả từ chụp đến cái tay cái tay của nó thì có cái sức ít cái sức nhiều đây quý vị và các bạn nhìn cái tay nó có xước. còn nếu như trên thị trường quý vị và các bạn mua cái tay nó như thế này đây là cái tay của hàng móng cái làm như chúng tôi nhập thì nó chỉ có một trăm rưỡi một cái tay này đây quý vị và các bạn đây là cái tay của nó và đây là một cái tay nguyên bản hàng công ty Quý vị và các bạn nhìn thì cái tay hàng mới nó có vẻ bắt mắt hơn nhưng khi chúng ta cầm cái này thì nó rất là nhẹ. Còn hàng công ty của nó tuy nó có trước sát một chút nhưng nó là nguyên bản của nó. Bởi vì sao người ta hay phải thay tay? Thay tay vì là cái tay của nó những cái lô mic nó có nát quá rồi. Các cái tay này nó không còn ra cái hình thù tay mic nữa nên bắt buộc người ta phải thay. Chứ còn những cái lô mic này nó đang đẹp như thế này thì cái ruột của nó rất là đẹp. Và chốc tôi sẽ đưa vào máy kiểm tra kẹp nguồn cho quý vị và các bạn Để phát hiện cái dòng này sợ nhất là bị ăn nguồn Ăn nguồn thì nó rất nhanh hỏng bích Và đây quý vị và các bạn nhìn cái tay xịn của nó Quãng Bayer đây là hàng hãng của châu Âu nó khá là đắt tiền Quý vị và các bạn nhìn cái đáy của nó Cái logo thương hiệu Bayer của nó ở dưới đáy Ở dưới cái chui của nó Nó in rất là sắc nét và ống ánh còn cái tay đời mới nhưng người ta có quảng cáo cho quý vị và các bạn là nguyên zin tay nguyên zin đây là cái tay móng cái làm nó chỉ in sơ sài như thế này thôi nó in chữ mic thôi không có thương hiệu Bayer nào là cái tay màu vàng vảy rồng in 3D cái tay này do móng cái làm nó có hoặc là Trung Quốc làm có một trăm rưỡi một bộ rất là rẻ cho nên quý vị và các bạn đừng có ham đẹp mua hàng bãi mua hàng bãi là chúng ta cần cái chất lượng chứ còn khi người ta đã thay cho quý vị cái côn này rồi thì cái chất âm của hàng bãi không bằng cái hàng loại một Trung Quốc như bên cửa hàng của tôi đang bán vì hàng bãi ít khi tôi bán phải chọn được cái lô nào nó phải nguyên zin không ngăn nguồn thì tôi mới bán còn không thì quý vị và các bạn cứ hàng loại một này quý vị và các bạn chơi triệu tám một đôi không ăn pin không chập mạch bảo hành một năm còn khi chúng ta đã chấp nhận mua nhiều tiền thì phải mua cái hàng bãi nó còn nguyên zin đúng chất bãi của nó không cần phải thay thế bất cứ một cái gì và nếu như đã thay cái côn này rồi thì coi như là cái chất âm của nó đã thay đổi hoàn toàn đây quý vị và các bạn nhìn hai cái tay mic một cái tay đời mới như thế này mà tôi thấy anh em trên thị trường người ta cứ quảng cáo là hàng nguyên zin từ a tới z mình bán thế nào thì mình nói thế đấy bây giờ khách hàng yêu cầu đẹp báo luôn tôi nói ví dụ như tôi sẽ chọn một cái tay trong này nó xước nhiều nhất đi đây chẳng hạn như cái tay này bây giờ cái hàng nguyên bản của tôi nó là như thế này anh yêu cầu đẹp thì cái cách mà đẹp với một là anh mang về anh mang là hiệu xe máy người ta dán cái đề can vân gỗ vân rồng vân phượng thì vào đấy nhanh nhất hết bốn năm chục nghìn đấy là nhanh nhất cách thứ hai là tôi sẽ bỏ cái vỏ xịn kia đi tôi thay cho anh một cái vỏ mới như này nhưng báo luôn cho anh đây là cái vỏ của việt nam làm mong cái làm hoặc là trung quốc làm đó đẹp long lanh nhưng nó không phải là hàng nguyên bản của nhà máy mình phải nói rõ ràng như thế còn hàng nguyên bản của nhà máy nó có xấu một chút nhưng nó là nguyên bản. Đây nhìn cái logo của nó. Những người người ta sành chơi thì người ta nhìn một cái người ta biết ngay. Đây là tôi mới nói về cái bề ngoài, còn chưa nói về cái máy bên trong. Cho nên quý vị và các bạn mua cái hàng này hết sức là lưu ý như vậy. Có nghĩa là những cái lô hàng nào mà cái vỏ này nó nát quá rồi, người ta mới bắt buộc phải thay cho quý vị và các bạn cái vỏ mới này. Một một khi cái vỏ của nó đã nát quá rồi thì có nghĩa là cái chất âm của cái mic nó xuống cấp trầm trọng vì cái mic này người ta thanh lý trong phòng karaoke ra nó bị nước bia ngấm vào nước ngọt ngấm vào nó ăn nguồn nó chập mạch rất là nhiều cho nên là bên cửa hàng của tôi phải chọn những cái lô hàng nào thậm chí nó còn cả thùng xốp như thế này người ta sử dụng cái thời gian nó rất là ít và về mang máy ra đua nguồn kiểm tra quý vị và các bạn lưu ý là cái pin này nó sức không vấn đề gì kẹp vào nó vẫn rất là chắc hầu như cái nào về chúng ta ấn vài lần nó cũng gãy một bên như thế này và bây giờ thì tôi sẽ đưa vào máy kẹp nguồn Tôi thử cho quý vị và các bạn Biết rằng cái dòng mic nào là nó ăn pin Đây là cái tay này hiện tại nó đẹp như thế này Nhưng đang bị ăn pin Và bên cái hàng của tôi sẽ loại ra khỏi vòng chiến đấu Có nghĩa là không bán cho quý vị và các bạn Cái này bán cho quý vị và các bạn Quý vị và các bạn cũng không phát hiện được là nó ăn pin Nhưng mà về lâu về dài Nó rất là nhanh hỏng vì nó đã bị chập mạch rồi Nó đẹp như thế này vẫn không bán nhưng chẳng hạn cái chiếc này nó hơi xấu như thế này một chút nó hơi xước như thế này một chút vẫn bán cho quý vị và các bạn vì là cái ruột của nó không bị chập mạch không bị ăn pin còn cái con nó đẹp như thế này vẫn loại được khối vòng chiến đấu không bán cho quý vị và các bạn vì là nó đang bị ăn pin và tôi sẽ test cho quý vị và các bạn xem qua cái máy test ăn nguồn để quý vị và các bạn yên tâm chúng ta mua đây quý vị và các bạn nhìn tôi đua cái nguồn nhé cái này nó nằm ở trong này nên mình phải dùng cái que này mình đấu vào cực âm mình chọc vào đây Chọc ở phía trong. Đây là cái máy đua nguồn của tôi đấy. Máy đua nguồn để xem mic có bị ăn nguồn hay không đấy. Và sau đó là mình sẽ chọc cái cực dương vào đây. Cái khi mà mình chưa bật nguồn, nếu cái máy nó không ăn nguồn đấy cái kim nó vẫn nằm nguyên ở đây. Còn cái máy nó ăn nguồn ít hay nguồn nhiều là nó sẽ lên đến đây. Còn khi mình bật nguồn thì cái con máy nó không ăn nguồn. Thì nó lên đến tầm à, bạch số 6 này là khi mình gạt ở cái chế độ lâu, à, chế độ hi, chế độ hi có nghĩa là bắt sóng xa thì nó sẽ ăn pin hơn, còn khi mình gạt về chế độ lâu, bắt sóng gần thì nó sẽ ăn nguồn ít hơn. Cho nên quý vị và các bạn ở trong nhà mà chúng ta ngồi gần thì không cần bắt sóng xa thì chúng ta gạt cái nốt đây, cái nốt ở đây, gạt về cái chữ lâu thì nó sẽ ăn ít pin hơn. Đây và tôi sẽ cho quý vị và các bạn hiện tại cái con mic này là đang bị ăn nguồn tôi không cần bật nguồn tôi chỉ cần chạm vào cho quý vị và các bạn nhìn là nó sẽ báo cái kim này lên mấy vạch là ăn nguồn đấy có nghĩa là không dùng nó vẫn hết pin đấy đó quý vị và các bạn nhìn nhá đây là chưa bật nguồn chưa bật nguồn mà nó đã ăn lên tới hai ba vạch rồi và khi bật nguồn lên là nó lên cao rất là nhiều Quý vị nhìn thấy không? Đây là một con mic ăn nguồn nó báo lên tới tận số 2. Và bây giờ tôi sẽ kẹp cho quý vị và các bạn một con mic nó không ăn nguồn. Trên tay tôi đây là một con mic hàng loại 1 của Trung Quốc. Mic mới 100%, cái dòng mic mới này thì không bao giờ nó ăn nguồn. Ít con nó bị lỗi và tôi sẽ kẹp cái con mic mới này cho quý vị và các bạn nhìn nó sẽ không ăn và sau đấy tôi sẽ kẹp một con mic bãi nó hoạt động bình thường, nó không ăn nguồn cho quý vị và các bạn nhìn cái máy này là cái máy đo nguồn nếu như mic bị chập như thế nào đấy là nó sẽ báo đây quý vị và các bạn nhìn tôi sẽ chọc vào cái cực âm uh, bên trong thao tác này nó hơi khó đây và tới đấu cái cực dương vào đây rồi có nghĩa là nó không ăn nguồn là khi mình kẹp chưa bật công tắc thì nó nằm ở vị trí số 0 và đây bây giờ tôi bật công tắc này. đó bật công tắc là nguồn nó sẽ báo lên đến vạch số 6 đây là đang ở chế độ phát sóng xa còn khi mình gạt về chế độ phát sóng gần là nó sẽ tiêu hao cái ăn nguồn ít hơn hơi khó thao tác ở chỗ này Đấy quý vị và các bạn nhìn nó sẽ sụt đi hơn một vạch một chút cho nên quý vị và các bạn ngồi ở trong nhà thì chúng ta bật về cái nốt lâu nốt lâu là nó kia ở đây này cái nốt lâu thì nó ăn ít pin hơn còn bật lên nốt hi thì cái nguồn này sẽ cao hơn đây là cái tay mic mới và tôi sẽ kẹp tiếp là cái tay mic bãi Đây là tôi kẹp cái tay mic bãi cho quý vị và các bạn nhìn. Đây là tay mic bãi này. Tay mic bãi bay ơ. Ừ. Khi chưa bật. Có nghĩa là cái tay mic này không bị chập. Thì nó hoạt động bình thường là nó đang chỉ ở vạch số 0. Và đây tôi bắt đầu bật nguồn. Đây là tay mic bãi nhé. Đây quý vị và các bạn nhìn thấy là cái nguồn nó sẽ dâng lên. Tới vạch số 6 có nghĩa là cái nguồn con này nó ăn bằng cái nguồn của con mic mới Bayer của hàng loại một Trung Quốc có nghĩa là con này nó hoạt động bình thường nó sẽ không ăn pin khi chúng ta gạt về cái nốt hi thì nó sẽ ăn lên vạch số 6 còn chúng ta gạt về nốt lâu thì nó sẽ về vạch số 5 à, quý vị và các bạn nhìn đây là tái mic hoạt động bình thường cho nên cái hàng bãi mà quý vị và các bạn mua những cái loại bị ngấm nước vào thì nó ăn nguồn rất là nhiều Đây là tôi đua trực tiếp. Vừa rồi là tôi kẹp nguồn cho quý vị và các bạn. Xem về cái ăn nguồn của cái dòng mic bãi như vậy. Đây là cái lô mic này nó cực kỳ là mới. Thậm chí nó còn nguyên cả thùng. Nó sử dụng trong thời gian nó rất là ít mà sản xuất năm 2019, năm 2020. Và nó đã có bị, có những cái nó bị ăn nguồn như vậy. Tôi nhập về 17 đôi thì bị ăn nguồn mất hai đôi Đấy quý vị và các bạn nên biết là nó cái hàng bãi là cái xác suất ăn nguồn và chập mạch của nó rất là cao. Còn nếu như quý vị và các bạn mua được những cái nào mà không bị ăn nguồn, không bị chập mạch thì chúng ta dùng rất là tốt. Với cái điều kiện là tất cả còn phải zin nguyên bản của nó. Côn zin, đầu thu zin, tay mic zin. Còn cái vỏ này thì có thể không zin vì cái vỏ nó chỉ là làm đẹp. Nhưng xin nhắc lại với quý vị và các bạn, khi mà làm đẹp cái vỏ thì có nghĩa là cái vỏ nguyên bản của nó quá nát rồi thì người ta mới phải làm lại mà quá nát rồi thì đương nhiên là nó sẽ nát vào trong. Cho nên là cái làm đẹp này nó liên quan đến cái chất lượng ban đầu. Còn nếu như bên cái hàng của tôi bán mà những cái hàng như thế này thì không bao giờ tôi thay vỏ trừ khi yêu cầu của khách hoặc nó trước sát hơn một chút nó vẫn được, nó phải nguyên bản. Còn không thì chúng ta cứ dòng mic loại 1 của Trung Quốc mà chúng ta chơi. An toàn. Còn hàng bãi mà khi đã bị thay cái côn ở trong này rồi thì nó có khác gì cái hàng này đâu, nó còn không bằng cái hàng loại một của Trung Quốc. Cho nên nhiều người các ham hàng bãi, hàng bãi chúng ta phải biết mua và phải chọn những cái đơn vị người ta bán uy tín. Có nhiều người hỏi tôi rằng là anh ơi các cái cửa hàng lớn người ta bán có uy tín hay không? Cái đấy được rất là khó nói. Một ông quan to thì cũng tham ô bình thường, nhưng ông quan to khác lại không tham ô. Đấy, một ông quan bé thì có cái người ta cũng có tham ô hoặc có khi ông quan bé khi không tham ô cho nên là không thể nói là cửa hàng lớn hay cửa hàng bé là bán uy tín hay không uy tín mà uy tín thì nó phụ thuộc vào cửa hàng nào bán uy tín chứ còn không phải quan trọng là to là bán uy tín còn bé là bán không uy tín nói thế nó là không đúng cho nên quý vị và các bạn mua hàng là phải xem cái cách kiểm tra và cái cách bán hàng của cái đơn vị bán hàng đấy có chuẩn hay không và có dám cam kết nó là hàng chuẩn hay không đây quý vị và các bạn nhìn cái đầu thu của nó mới như bóc trong thùng xốp Thế mà cái xác suất của nó mua 17 đôi, lỗi hai đôi, xác suất lỗi quá là nhiều. Cho nên cái dòng bích bãi này lâu lâu thì bên cái hàng của tôi chọn là một đôi, một cái lô đẹp thì về dám lấy còn không thì không dám lấy. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do viết Sơn Audio làm tiếp theo. Quý vị và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem để chúng ta cùng đóng góp vào cái giới chơi audio những cái mà nó đem đến cho khách hàng những cái lợi cho người dùng và cũng có cả lợi cho người bán hàng có nghĩa là lợi cho những người bán hàng uy tín còn chúng ta nên loại bỏ dần những cái cửa hàng mà bán hàng trộm giật không được uy tín để làm ảnh hưởng đến nhiều người khác ảnh hưởng đến người tiêu dùng ảnh hưởng đến anh em bán hàng uy tín một lần nữa viết audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của viết audio xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo đây là cái dòng micro bio hàng bãi tôi đã gửi đi cho khách ngày hôm qua cái này gửi đi Hà Nam và cái này thì gửi đi Quảng Ninh gửi đi toàn quốc cho anh em khi chúng ta đi mua các cái thiết bị âm thanh hàng bãi thì chúng ta lưu ý nhất là dòng micro không dây bởi vì cái dòng micro không dây là nó được lắp đặt trong phòng karaoke cho nên là nó hay bị ngấm nước bia ngấm nước ngọt vào chứ còn như vấn đề loa thì chúng ta không sợ và cái micro có dây thì chúng ta không sợ. Cho nên là bên cửa hàng của tôi nhập được cái lô nào mà nó phải an toàn thì phải dám nhập, nhập. Chứ còn nếu như mà nó ăn nguồn hoặc là nó bị ngấm nước quá nhiều nó chập mạch thì không chấp nhập. Cho nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý khi mua cái dòng micro không dây. Cảm thấy không an toàn thì chúng ta mua cái dòng mic mới loại 1 của Trung Quốc. Chúng nó khá là yên tâm. Pixel Audio xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.